Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft tận thế zombie ha. Nãy giờ mình đi qua đây để mình kiếm mấy cái bông đỏ mình hái nhưng mà có vẻ không có nè. Cây thì chứ. À, kia rồi. Thấy bông đỏ rồi. He, lượm thôi. Mấy con zombie này không có cản mình được đâu. Hay hết. Rồi định cản hả? Định cản thì mình tiễn dòng nó luôn. Dám cản bước mình đi hái bông hả? Đâu có dễ. Rồi mình đã có được những cái bông màu đỏ rồi ha. Chắc bây giờ đi về thôi. Bơ mấy con zombie này xíu đi. Đi về. Ui, nó nữa nè. Cái này là còn sót từ ngày buổi tối hôm trước á. Nên mình sẽ không. Ở tính ra gần nhà mình có bông luôn á. Thiệt tình vậy mà mình đi đúng một vòng luôn. Vòng tít bên kia vòng qua tới thành phố để tìm bông đỏ nữa cơ. Trời đất ơi, bó tay chấm cơm mình luôn. Thôi giờ thì về nhà sử dụng bông đỏ này thôi. Mệt ghê á. Và sẽ nhiều bạn thắc mắc hỏi mình là tại sao mình lại cần bông đỏ trong ngày hôm nay đúng không? Thì bây giờ mình sẽ tiết lộ luôn. Mình cần nó để chế tạo ra một cái bàn làm vũ khí mới. Bàn vũ khí này thì nó lại cần có tới hai cái màu đỏ lận. Đây. Kết hợp với cái bàn vụ chế tạo vũ khí cũ ha. Đó, nên bây giờ mình cần phải đi hái bông đỏ nè. Rồi bàn chế tạo vũ khí cũ thì... Oh. Còn xương rồng không ta? Ê. Đứng đó. À đây xương rồng đây. Hú hộp. Tưởng đâu hết xương rồng là mệt nữa. Rồi mình sẽ nung xương rồng ra trước để chuẩn bị chế tạo ra cái hộp chế tạo vũ khí thường trước ha. Bên cạnh đó thì mình cần phải có thêm 6 thép nữa. Đây, mình sẽ lấy 6 thép bên này ra luôn. Xong, giờ thì chỉ đợi cho nó nấu cái bột nhựa màu xanh. Cái bàn cũ thì nó chỉ có sơ sơ một vài loại vũ khí mà sát thương nó ở mức tầm trung thôi ha. Tầm trung với tầm thấp. Còn riêng cái bàn mới này thì nó sẽ cập nhật thêm nhiều vũ khí mới hơn. Và đương nhiên rồi, sát thương của vũ khí mới nó cũng sẽ cao hơn á. Rồi, đặt xuống thôi. Và chuẩn bị nha. Ta da, mới vào thì mình sẽ có 3 khẩu súng. Đầu tiên là M21 nè. Sát thương sơ qua là 20 sát thương rồi. Đã chưa? L96 thì 26 sát thương luôn. Một viên á. Quá là dữ. NTW thì 60 sát thương. Trời. 60 sát thương một viên. Oh my god. Bắn một phát chắc con zombie nó lăn đùng ra mấy mét á. Nhưng mà chế tạo cũng rất là rẻ ha. Thật. Còn bên súng nhắm coi. Súng nhắm thì mình sẽ có nhiều loại hơn nè. Từ M40A3, R700. Cái súng này súng lục hay sao ấy. Nhưng mà nó có scope sẵn luôn. Barrett nữa nè. Wow. Có Barrett thì mình thấy dữ rồi đó. Còn bên đây thì mình sẽ có một vài khẩu súng có lượng đạn khá là cao. Chẳng hạn như là khẩu L96 ha. HK416 nữa nè. Toàn là 100 viên thôi. Cái này thì 30 viên. Cái này thì 26 viên. Đây là một trong những khẩu LMG mình thích nhất nè. M249 á. 51 nữa nè. Rồi mấy khẩu này thì chắc nó hơi nặng á nha. Súng hàng nặng mà. B90. Ồ, có nên chế tạo B90 không nè. B90 là một khẩu SMG đó. Bắn khá là nhanh ấy. Bison nữa nè. Kiss Vector. Wow, bên này có rocket nữa chứ. Ừ, chắc mình chế tạo rocket thử nha. Ôi. Rocket nó còn cho mình chế tạo free cơ. Ai chà chà, được á nha. Nó cho mình chế tạo rocket free ấy. Có vụ này luôn hả? Làm thử một vài cái đạn rocket coi. Nó cần thuốc súng à. Ui trời ơi. Hơi căng nha. Cái đồ free không biết như thế nào đây. Rồi làm một ít đạn. Rồi đi test thử coi. Có vụ này luôn á. Đó. Gắn đạn vô kìa. Ồ. Cái này gọi là bắp chuối á. Nhưng mà mình không dám bắn ở gần nhà đâu. Chào em. Anh đứng ở đây từ chiều. Ơi, giật mình. Má ơi. Gì vậy? Ui nó lấy máy cưa, nó định cưa mình nè. Ui kẻ sát nhân. À,
kẻ sát nhân cầm máy cưa hả? Tịch thu luôn nha. Nè máy cưa nè. Mình đi cưa cho bay đây. Giỡn mặt hả? Bây giờ zombie nó trâu quá à. Cưa không chết nó nổi luôn á. Này thì zombie nè. Ủa sao nó chui ra được vậy? Lạ nha, bây giờ bắt đầu có mấy con nó xuất hiện trong chỗ ở mình rồi đó. Tiêu diệt bớt đi, nguy hiểm quá. Tại nhà mình nên mình tha cho nó đó, không dùng bắp chuối đó chứ mà. Xa xa nhà, chẳng hạn như bên đây đi. Bắp chuối. Nope. Bùm. Ủa? Ủa? Khoan. Đúng như giá trị của cái súng luôn. Súng free bắn không chết con nào vậy? Nope. Ủa sao kìa? Sao mình bắn nó... nó không gây được sát thương gì trơn vậy? Trời ơi, cái này bắn gần thôi. Mình tưởng nó sẽ nổ dữ lắm chứ. Súng bắp chuối mà kỳ quá à. Nè. Trời à, bắn không chết con zombie nữa. Tưởng đâu hàng free là như nào. Ai dè. Đừng có ham đồ free giống mình nha. Ham là toan đấy. Bắn còn không xi nhê mà. Trời ơi. Cơ. Ui. Bởi vì mình thôi, nãy mình ham rẻ quá cái mình chế tạo rồi. Thôi, rút kinh nghiệm không ham đồ rẻ nữa. Ừ, quên. Hôm nay thì mình sẽ chế tạo phương tiện nha. Hổm rài đi bộ các thứ cũng mệt lắm. Nay là làm phương tiện luôn. Để mình tận dụng khả năng kiểu như là chống đỡ đạn của phương tiện á. Ba phương tiện thì mình sẽ cần chế tạo từ 6 sắt nè. Cũng như là một cái tô. Một ít cái tô. Chế tạo thôi. Hơi vô lý ha. Tô mà lại chế tạo ra cái bàn làm phương tiện. Rồi đặt nó xuống. Và với cái bàn chế tạo phương tiện này thì mình sẽ chọn được phương tiện mà mình muốn chế tạo ha. Hôm nay thì mình muốn làm một chiếc xe tăng ấy. Máy bay thì nó hơi xa vời đối với mình quá. Xe tăng thì mình sẽ làm xe nào đây? Wow. Cái chiếc xe tăng Leopard 2A6 này nhìn có vẻ xịn sò con bò nè. Nhìn nó chiến thiệt luôn á. Được nha. Nhưng mà xem công thức thì mình thấy nó cần phải có hai khẩu M60N6 nè. Mình cần làm hai khẩu này trước ha. Đó là lý do tại sao mình làm cái bàn chế tạo súng nâng cấp trước á. Đây, mình đã có được hai khẩu M60 rồi. Những cái nguyên vật liệu tiếp theo để làm ra cái xe này bao gồm 5 bột nhuộm xanh, 4 bột nhuộm màu xám. Ok, 5 bột nhuộm xanh đúng không? Màu xám thì chắc mình phải đi hái bông tiếp rồi. Một xíu hái bông sao. Rồi còn mấy bộ phận khác, chẳng hạn như là mấy cái bánh xe thì chắc mình làm được nè. Mình sẽ tranh thủ mình làm bánh xe luôn ha. Rồi cần phải có mấy cái ta, 8 cái gọi là Caterpillar bi xe ha. 8 cái lận. Vậy là làm 2 lần. Rồi cái cục ở giữa là gì á? Salmon well. À cái bánh xe nhỏ. Ồ, bánh xe làm từ da bò hả? Ok, 4 da bò, 1 sắt. Rồi có bánh xe. Rồi làm được cái Caterpillar Track rồi. Ủa mà mình cần 2 cái lận đúng không? À 2 cái lận. Một cái thì nó bị thiếu. Rồi bánh xe thứ hai. Lên thớt nào. Xong có được 2 bánh xe rồi ha. Giờ thì mình sẽ làm cái ghế. Cái ghế ngồi cho xe tăng á. Cái ghế này thì coi công thức của nó có mắc không. Ui nó cũng rẻ bèo à. Hầu hết mấy cái nguyên vật liệu này thì bây giờ mình đều có ha. Nên làm nó cũng khá là tiện đó. Đây. Cái ghế nè. Có ghế luôn nha. Giờ thì mình cần phải có cái ụ bắn súng nè. Cái ụ bắn súng này hơi căng. Tăng. Cái đó cái gì là tăng tunnel gì á. Tăng. Nè. Tăng turret.
thì nó cần phải có cái tăng barrel. Rồi lại cần sắt tiếp. Chế tạo cái này là chỉ tốn sắt thôi. Tăng barrel nè. Rồi. Tăng turret, có được cái tăng turret rồi. Giờ thì cần phải có cái gọi là cái thân của xe tăng. Ôi, thân xe tăng nó tốn sắt nhiều lắm á nha. Và cả redstone nữa. Đây. Có thân xe tăng rồi nha. Vậy là bây giờ thì mình khoan. Hình như có ở đó sai. Mình làm lộn cái mình làm lộn cái tăng turret rồi. Mình cần phải có cái heavy tăng turret cơ. Đó, giờ thì mới được nè. U là trời, nãy giờ chuẩn bị mà vẫn chưa đủ để làm ra được cái chiếc xe này, thấy chưa? Tốn ghê lắm. Giờ thì còn bước cuối cùng là mình đi hái bông thôi. Giờ thì mình còn thiếu cái bông màu xám á. Đi hái bông màu xám cái. Ui, đây, mực đây. Rồi, xong phim. Túi mực. Đây rồi. Vậy tính ra cũng rẻ. Ủa, cũng dễ ha. Được thật sự. Giờ thì chỉ cần kết hợp với bột xương ở nhà nữa là ok rồi. Các bạn đã sẵn sàng để leo lên xe tăng với mình chưa? Chuẩn bị 5 anh em trên chiếc xe tăng nha. Trời ơi. Ủa, xương đâu rồi? Đây, xương bên đây. Đó. Chuẩn bị nào. Đây, có màu xám rồi. Ôi, hú không? Làm người ta giật mình à. Ui, mấy ông thần này đâu chui ra vậy? What? Rồi, bây giờ zombie nó đã tăng cái tỷ lệ xuất hiện lên rồi. Mình cắm đuốc như vậy mà nó vẫn vô trong căn cứ mình ở được nè. Ghê thiệt. Hơi bị sợ nha. Ôi kệ đi, tạm thời gác qua cái nỗi sợ đó. Làm chiếc xe tăng trước cho đỡ sợ coi. Sợ quá làm xe tăng cho đỡ sợ ha. À, nhưng mà hiện tại thì nó vẫn còn bị thiếu một cái bên này gọi là... Ủa? Mình thiếu bột nhuộm hả? À, cần tới 4 lần quên mất. Đây. Bây giờ thì mình cần phải có thêm cái gọi là engine á. Tức là động cơ hay sao ấy. Mày coi. Trong đây thì mình cần phải làm cái engine nào đây ta? Hình như cái này. Một cái động cơ bự thiệt là bự. Và nó sẽ cần phải có rất là nhiều những cái redstone coin nè. Cỡ 8 cái như vậy á. 8 cái. Rồi, 8 cái redstone coin với một cái khối sắt ha, là đủ. Xong. Giờ thì chính thức đã đầy đủ nguyên vật liệu để làm ra chiếc xe tăng rồi. Ta-da, chúng ta đã có thể chế tạo rồi nè. Chế tạo luôn thôi. Úi giời. Ê, tưởng đâu giật cái lắc máy chứ. Xe tăng để cái này như cái showroom của mình ha. Đặt xe tăng xuống coi. Ây chà chà. Úi giời. Mình xây cái căn cứ đâu vừa khít luôn á. Vừa khít đặt cái xe tăng vô luôn. Ui. Đẹp thật sự. Các bạn coi này. Wow. Vừa to mà vừa đẹp nữa. Nè, mình có thể di chuyển được cái khẩu súng. Ủa? Ủa, lộn bên. Đó. Mình có thể di chuyển cái khẩu súng ở trên cái xe tăng á. Được hết nha. Nhưng mà hiện tại thì xe tăng của mình á, nó chưa có xăng. Trời đất ơi, giờ mình phải chăm xăng nữa, cơ gài xăng nó lên giá quá trời, không biết có tiền chăm xăng không nữa nè. Xăng cái gài lên giá quá. Để coi một bình xăng trong đây mình sẽ tốn một sắt với 4 cục than á. Hình quá, tưởng đâu xăng trong đây 30.000 lít là mình không có tiền đâu mà mua á. Rồi, là mấy bình ta, mình thích chơi đầy bình rồi nha. Xe tăng là chơi đầy bình luôn. Vậy nó mới chiến. Rồi chăm xăng vô trước đi. Mà bốc phét hoài. Đây. Chăm đầy bình nha. Úi giời, nó đang chăm xăng vô nè. Đã. Ôi khoan. Từ từ. Lấy xe tăng lại. Quên. Mình để xe tăng dưới này rồi mình chạy đi đâu? Mình chạy cho lũng căn cứ hả? Không được. Một xíu lên trên hả chăm xăng. Trời đất ơi. Ừ mà hình như xe tăng nó còn cần phải có súng ống hay sao á. Để mình xem xét thử.
Nè, xe tăng cần phải có súng nữa nè. Súng thì mình cần phải làm đạn nữa. Làm đạn của khẩu M60 ấy. Rồi đạn xe tăng nữa. Khá là nhiều loại đây. Giờ trước mắt là mình làm đạn của khẩu súng M60 trước đi. Đây, nó cần phải có thuốc súng với cả là fire glass. Fire glass. Thuốc súng không biết hôm bữa nấu còn dư không ta. À hên quá, hôm bữa nấu còn dư một chút fire glass nè. Để dành xài. Giờ cũng hơi nghèo fire glass thôi. Rồi làm đạn M60 nè. Đây, mình sẽ làm nhiều xíu ha. Hình như trong đó là mình có thể lắp vào được hai băng đạn á. Trong đây nó chỉ có hai chỗ thôi. Đây, một băng, hai băng. Là bây giờ mình ngồi trên đây là mình có thể bắn đùn 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 được rồi nè. Đó, các bạn nghe đùn đùn chưa? Bắn 360 độ luôn á. Ghê lắm, ghê lắm. Ôi, nhưng mà ví dụ nha, mình lấy cái xe lại, mình đặt xuống. À, nó còn đạn, ok, vậy thì được. Mình chỉ sợ nó hết đạn thôi. Giờ thì cần phải làm thêm rocket nữa hay sao ấy. Đúng không nhờ? Phải có rocket thì mình mới có thể gắn vô được cái xe tăng mình chứ. À, chắc là rocket này nè. Mình cần phải có thuốc súng với sắt đó. Ok, vậy thì được. Thuốc súng với sắt đúng không? Làm luôn. 1, 2, 3. Mình sẽ làm 3 lần thử. À, đặt ngược, mình đặt ngược. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình sẽ làm 6 lần. Rồi, test luôn cho nó chiến. Không test là không được. Gắn đạn vô. Đó, chuẩn bị nha. Ủa? Chưa. Mình phải ngồi cái ghế nào đó thì mình mới bắn được đạn trong chiếc xe tăng cơ, đạn đại bác á. Hai lúa lần đầu lái xe tăng nên hơi bỡ ngỡ ha. Rồi giờ lên trên đất liền nè, mình sẽ lái xe tăng cho các bạn xem. Trời ơi, hôm ngày mình giấu nghề đấy, chứ mình là có bằng lái xe tăng luôn á chứ. Ui giời, chưa nói chứ châm đầy bình trước rồi đã. Châm đầy bình xăng luôn. Ồ, lên đây là khoe liền, dâm bay mà gặp xe tăng mình là cũng hơi rén đấy. Không đùa. Trời coi nào. Hôm nay mình sẽ chuyển sang review xe ha. Review xe tăng. Ê. Lao tét. Trời, nó bắn xe tăng mình kìa. Nó cầm VSZ hàng gì. Bắn nó không nghe tiếng gì hết á. Cay thiệt. Ui gì nữa đấy. Nữa. Toàn là cầm VSZ thôi. Nữa cơ. Chơi mà cầm VSS bắn lén. Rồi đầy bình cho. Xong luôn, tới công chuyện luôn. Đi, let's go. Ui, nhưng mà các bạn thấy rồi đấy, mình ngồi cái ghế này. Coi nè. Nhân. Mình ngồi trên xe tăng mình bắn thôi, bọn chúng không bắn mình được đâu. Nhân hả, vô đây. Con zombie nào láo vô đây. Ui, đi xuống ăn cái, no bụng lên bắn tiếp. Vô, zombie vô đây. Chưa đã quay nằm xuống vô đó. Giỡn mặt hả? Ui, có một vài con nó bắn dẫn chúng cơ. Bắn nè. Thích bắn không? Vô. Cái này giống như là pháo đài di động vậy ha. Mà mình đói bụng quá à, để mình chạy đi ăn cái nè. Chết mình. Ôi, sao mình chạy không được ta. Ui trời đất ơi. Sao kỳ á. Ủa sao kỳ vậy? Sao mình sao không chạy được? Oh no. Thanh niên chế tạo xe tăng xong không biết để máy lên.
Mèn đét ơi. Không mà hỗn hợp bây giờ zombie nó bao vây cái xe tăng mình không leo lên được luôn á. Mình sẽ tăng về nhà. Học cách chạy lại trước rồi đã. Trời ơi, hai lúa chứ tạo xe tăng xong chỉ biết bắn mà không biết chạy. Để mình tập chạy ở đây trước rồi đó. Ôi, đâu rồi? Mình không có ngồi vô cái ghế lái được. Cây thật mình chỉ trèo lên phát là nó ngay cái ghế bắn súng à. Khó khăn là mình... Có cần sửa không ta? Xe tăng mình full độ bền. Đạn thì cũng có luôn nè. Hai lúa học được cách lái rồi. Hơi bị dữ luôn. Đây. Đó. Trời trời trời, dữ 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 dữ. Ôi ôi ôi. Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi từ 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 từ. Ôi thôi xong rồi, mắc kẹt luôn rồi. Hai lúa lấy xe tăng cái kết là bị mắc kẹt vô cái ruộng rồi. Trời đất ơi. Tới số mấy con zombie này tới số. Mình đã biết cách để lái rồi thì mấy con này chỉ có nước ăn hành. Mấu chốt của việc mà mình có lái được hay không á là mình phải chọn được đúng cái hitbox của cái xe tăng á. Nó sẽ chia làm hai cái ghế ngồi lái và cái ghế bắn á. Bây giờ là ok, bây giờ hiện tại là đang là ghế lái nè. Nhưng mà hình như nó hết xăng hay sao rồi. Thắng thằng ơi. Mới tính ra. Tính ra mình mới lái đi được á, chưa được 30 mét nữa là nó hết xăng rồi. Cái này nó uống xăng như uống nước lã ấy, trời. Mùi xăng nào chịu nổi 30 ngàn lít á. Trời đất ơi. Tính ra chưa quẩy được bao nhiêu là hết xăng rồi. Hèn gì hồi nãy mình lái hết được. Thì ra hết xăng. Về chế tạo thêm xăng cũng được. Trời ơi, lái xe tăng còn mà tưởng lái siêu xe á. Nó tốn xăng thật sự luôn. Rồi bây giờ mấy cái bình xăng này mình còn chăm lại được không? Mình cho... Không, không có cho chăm xăng lại hả? Là hết là... hết là phải làm mình mới. Vậy luôn. Đánh thằng à. 9 bình xăng. Lên lái được 5 giây hay 6 giây đó. Hết xăng. Để người sau này mình sắt cái than đâu mà chịu nổi. Không sao, mình dân chơi. Dân chơi là không ngán. Dân chơi là cứ đậy bình mà quất thôi. Nè, hitbox nó chia làm hai phần rõ ràng nè. Mình phải ấn vô đúng phần này nè. Đó, 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 đó. Ấn đúng phần này thì mình mới ngồi lái được ha. Đi. Đấy, 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 đấy. Đúng ghế cái là chạy nó bị mượt. Úi giời. Thích chưa, thích chưa. Lái xe tăng. Lãng luôn. Quẹo cua. Quẹo cua. Quẹo, quẹo. Quẹo. Ủa. À, hết xăng. Ok. Hết xăng rồi. Chăm xăng vô đi tiếp phà mà. Ê, 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 phanh lại, phanh lại. Ui, 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 ui. Phanh lại, phanh lại. Đi lên. Câu lên. Cái gì vậy? Hết xăng. Xăng chăm chưa kịp. Rồi luôn, lọt mương luôn. Lái xe tăng ngồi lọt mương luôn. Trời đất ơi. Đánh giá sơ qua thì cái xe tăng này thì nó có khả năng chống chọi zombie tương đối tốt ha. Cái đợt mà mình lạc vô nguyên một cái đàn zombie to đùng luôn mà nó bắn vô xe tăng mình á mà không bị hư luôn á. Tức là cái xe tăng này chống đạn rất là tốt ấy chứ. Mình ngồi trên xe thì cũng ít bị ăn đạn nữa. Wow. Có cái xe tăng này làm nơi mình cố thủ nè và tiêu diệt zombie tầm gần cũng khá là ok đấy chứ. Đã vậy nó còn đẹp nữa. Ngại gì mà không trưng bày liền. Trời ơi, trưng bày trong nhà, trước nhà là nhìn thấy hơi ngầu liền á. Được, được, được. Để đó đi ha, lâu lâu ra ngắm thôi chứ lái thì mình không có đủ xăng đâu mà lái. Rồi, lại thêm một khẩu súng free mà mình phát hiện ở trong cái bàn chế tạo súng mới này ha.
Đó chính là khẩu HK416 ha. Nó là một khẩu súng tới 100 viên lận cơ. Sát thương là 11 nha. Được cái ta. Có nên chế không nhờ? Chắc nên á, nó free à. Kiểu gì của mình cũng phải lượm thôi. Nhưng mà đạn của nó thì hơi tốn kém một xíu. Nó làm từ những cái fire glass đó. Nên cũng hơi suy nghĩ một xíu nha. Ok, trước mắt là làm trước đây. Chế tạo tầm 4 băng đạn. Mình có tay cầm thẳng đứng thì mình sẽ bắn nó đỡ giật hơn á. Nên mình muốn làm luôn. Rồi. Slam. Ui. Mình cưa con slam ra làm hai luôn. Ui da, ai da. Ui, quýnh có con slam mà bị mấy con kia bắn muốn xỉu. Lấy súng mới ra chiến liền. Súng mới bắn khá là nhanh á. Mà 100 viên nữa. Ui ui, sấy cũng hơi giật nha. Bật cớp lên sấy hơi giật á. Nhưng mà không sao, mình vẫn lo được. Không ổn, mình phải vừa tấn công và vừa chạy mất. Chứ để nó áp sát được là nó bắn chết mình ấy. Mình thấy bây giờ là mình đã bị yếu dần rồi. Bộ giáp nó chỉ mạnh hôm qua thôi, chứ hôm nay là nó đã bị yếu rồi đó. Càng qua sắp tới phải nghiên cứu chế tạo thêm giáp mới, nó xịn hơn và trâu hơn rồi. Giờ thì lại lượm bóng chất nhờn đi. Sống chết thì cũng phải gắng lượm được bóng chất nhờn á. Ở đây còn bóng chất nhờn không? Ồ, nãy đây mình bắn chết đúng nhiều slime luôn mà không có bóng chất nhờn ấy. Đây nè. Chạy thôi. Lượm được mấy trái bóng à. Ồ, lượm được 8 trái bóng. Ok, cũng được. Ý, lẹt qua bên đây cái hốp được ít kim cương. Ôi trời ơi, thích quá nhờ. Và khúc cái vùng Saibana thì mình thấy nó không có nhiều những cái công trình á. Ui da, hồi nãy giờ mình đang chạy trốn zombie á, chứ bây giờ bọn chúng mạnh quá. Ủa, trong đây vẫn còn làng. Oh my god. Không biết mấy bé dân làng còn không nữa. Để mình lắng nghe coi còn tiếng mấy dân làng nào không. Mình phải chiến đấu để bảo vệ dân làng thôi. Không ổn rồi. Bây giờ mình đã có mục tiêu để bảo vệ rồi. Mình sẽ không cho mấy con này có thể xâm phạm ngôi làng không. Căng quá, nhưng mà số lượng zombie nó đông quá. Mình sợ một mình không xử lý hết được. Bắp chuối mà bắn một lần chết không nổi một đám thì... Trời ơi, cái mấy dân làng còn sống kìa. Hiếm lắm mình mới gặp sự sống ngoài zombie á. Đi rồi, phải chiến đấu bảo vệ mấy dân làng đó thôi. Mình nghĩ bác ấy đang đặt niềm tin vào mình. Mình không thể phụ niềm tin của mấy dân làng được. A few moments later. Bác dân làng yên nghỉ đi, tôi đang trả thù cho bác đây. Mấy... Các người phải trả giá. Các người phải trả giá. Lấy mấy cưa luôn. Lấy mấy cưa nó luôn. Nóng rồi. Mày thì dám ăn hiếp dân làng hả? Trả giá hết đi. Ui là trời kìa, kinh nghiệm kìa. Ủa? Ê, Còn dân làng. Định làm gì? Ồ, thì ra những bác này đang cố thủ ở đây. Không các bạn ơi, mọi sự cố gắng của mình đều đã có kết quả rồi. Mình đã bảo toàn tính mạng được 3 bác dân làng. Wow, mình đã làm được rồi. Cố lên nha. Một ngày đâu đó không xa, tôi sẽ đưa các bác về nơi ở của tôi để tránh zombie. Chứ ở đây là cực kỳ nguy hiểm đấy. Bây giờ mình sẽ xử gọn mấy cái con còn lại trong làng đi. Kìa, nó có con nó xuất hiện trong nhà dân làng luôn kìa. Này thì vô nhà dân làng hả? Láo tét. Cái bé bên đây còn sống không ta? Sao mình nghe ò hoài vậy? Ở đây không có. Ôi. Đỏ mấy cửa. Vô. Cưa không?
Vô. Người ta cục xúc mà cứ cà khịa hả? À, vẫn còn một mấy dân làng bên đây nữa. Như vậy ngôi làng này mình đã bảo vệ được. Còn kia ba, đây hai nữa là năm rồi. Cái bác màu trắng nè là sáu bác. Ồ, như vậy thì ngôi làng này mình bảo vệ được tới sáu bác còn sống sau cái đêm truy sát của zombie. Được thật sự. Mình đã làm được rồi các bạn ạ. Yes. Và đây cũng là một ngôi làng gần nhà mình á. Nên sắp tới chắc mình cũng có thể ghé qua đây thường xuyên để đưa mấy bác ấy về nhà ở chung. Tuy là hôm nay mình lái xe tăng nó hơi hậu đậu một xíu, nhưng ít ra cũng có xe tăng để lái trong thời gian sắp tới rồi. Ôi. Đồng thời thì mình cũng đã giúp một cái ngôi làng vượt qua được một cái đợt xâm lược cực mạnh của bọn zombie ha. Và sắp tới mình phải cố gắng chế tạo ra những loại vũ khí mà nó có sát thương diện rộng ấy. Chứ sát thương đơn mục tiêu giống như hồi nãy là rất là khó để vượt qua luôn. Mà nếu vượt qua thì sẽ tốn rất là nhiều đạn và thời gian của mình. Đó là mục tiêu để mình cố gắng trong những ngày sắp tới ha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong thế giới tận thế zombie. Còn bây giờ thì bye bye.